Ngày mùng 1 Tết nên mặc màu gì để được may mắn, thu hút nhiều tài lộc? Vào ngày mùng 1 Tết nên mặc những bộ đồ có màu sắc tươi tắn, mang lại những năng lượng tích cực, sinh khí tốt. Có ba màu sắc được nhiều người yêu thích, đó là màu đỏ, màu xanh lam và màu vàng. Màu đỏ là màu của sự may mắn, tươi tắn. Theo quan niệm dân gian từ xưa đến nay, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành, tươi vui. Đây cũng là gam màu chủ đạo trong dịp Tết khi nó xuất hiện ở đa phần các đồ vật trang trí, trang phục của nhiều người. Ngoài ra, theo quan điểm của người phương Đông thì màu đỏ còn mang đến tài lộc, may mắn. Do đó, mọi người thường mặc trang phục màu đỏ vào những ngày đầu năm mới với hy vọng thu hút tài lộc, mọi chuyện được suôn sẻ. Màu vàng, màu của sự thịnh vượng. Màu vàng tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng, sang trọng và quý phái. Màu vàng tựa như ánh mặt trời ấm áp, tươi sáng, báo hiệu những điều tốt đẹp sắp đến. Bên cạnh đó, màu vàng còn tượng trưng cho tiền bạc rủng rỉnh. Vậy đó là lý do nhiều người lựa chọn mặc đồ màu vàng vào ngày mùng 1 Tết. Màu xanh lam, màu của sự thanh lịch, sang trọng. Xanh lam là gam màu lạnh, tuy không quá nổi bật như màu đỏ và màu vàng, nhưng nó vẫn được nhiều người yêu thích và lựa chọn để mặc trong dịp năm mới. Những trang phục màu xanh lam toát lên cảm giác tinh tế, sang trọng, thanh lịch, tượng trưng cho sự vương giả, giàu có. Vậy 12 con giáp mặc đồ màu gì vào ngày mùng 1 Tết năm 2023 để được may mắn cả năm? Bên cạnh ba màu đỏ, vàng, xanh lam được yêu thích lựa chọn vào ngày đầu năm mới thì mỗi con giáp lại có những màu sắc phù hợp riêng. Tuổi Tý. Mùng 1 Tết năm Quý Mão, người tuổi Tý nên chọn màu vàng làm chủ đạo để cả năm may mắn, hạnh phúc, gặp chuyện dữ thì hóa lành. Màu hợp tuổi đối với người tuổi Tý đó là màu vàng, màu đỏ, màu xanh lam, màu xanh lá, màu tím và những màu có màu sẫm. Và kỵ màu năm 2023, kỵ màu cam. Tuổi Sửu. Nếu như người tuổi Sửu chưa biết ngày mùng 1 Tết nên mặc đồ gì, hãy ưu tiên lựa chọn những bộ trang phục màu đỏ để may mắn, cả năm làm gì cũng thuận lợi, có sức khỏe dồi dào, sự nghiệp phát triển. Màu hợp tuổi đối với người tuổi Sửu là màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu vàng, màu cam. Màu kỵ đối với tuổi Sửu là màu xanh lá và những gam màu sẫm. Tuổi Dần. Người tuổi Dần luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, khí thế mạnh mẽ và mạnh hổ. Do đó, những bộ đồ có gam màu nóng như đỏ, cam sẽ giúp cho con giáp này thu hút tài lộc, mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai. Màu hợp tuổi đối với người tuổi Dần là màu cam, màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá và màu nâu. Kỵ màu trắng, màu vàng kim. Tuổi Mão. Bước sang năm Quý Mão này, con đường tình duyên, công danh, sức khỏe của những chú mèo đều tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, để nhận được nhiều may mắn hơn, con giáp này vẫn cần chú ý tới màu sắc trang phục khi mặc trong những ngày đầu năm mới. Cụ thể, người tuổi Mão nên lựa chọn quần áo có màu tím, màu nâu và màu xám. Các màu hợp tuổi đối với người tuổi Mão vào năm 2023: màu tím, màu nâu, màu đỏ, màu xanh lam, màu hồng và màu cam. Kỵ màu, kỵ màu vàng và màu trắng. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn năm nay sẽ nhận được nhiều niềm vui, sức khỏe, mọi chuyện được suôn sẻ khi diện các bộ cảnh có gam màu đỏ. Màu hợp tuổi đối với người tuổi Thìn: màu đỏ, màu vàng và màu hồng.
Người tuổi Thìn kỵ màu xanh lá, xanh thiên thanh. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ nên mặc bộ đồ màu nâu vào trong ngày mùng 1 Tết để gặp nhiều may mắn. Những đồ vật, trang phục có gam màu vàng, màu xanh lục sẽ giúp cho người tuổi Tỵ có được công việc, sự nghiệp khởi sắc hơn và con đường tình duyên cũng suôn sẻ. Tuy nhiên, không nên chủ quan mà vẫn cần phòng tránh những kẻ tiểu nhân chơi xấu mình. Màu hợp tuổi năm 2023 của tuổi Tỵ là màu vàng, màu nâu, màu xanh lục, màu xanh lá và màu xanh thiên thanh. Năm 2023, người tuổi Tỵ kỵ màu đen và màu trắng. Tuổi Ngọ. Màu hồng và màu cam chính là màu sẽ mang lại may mắn, hạnh phúc, tài lộc cho những chú ngựa vào năm Quý Mão. Nếu chọn trang phục có thêm gam màu tươi sáng thì công việc sẽ càng hanh thông và thuận lợi. Màu hợp tuổi đối với người tuổi Ngọ vào năm 2023 là màu hồng, màu cam, màu đỏ và màu xanh lục. Màu kỵ là màu xanh lá, màu đen, màu trắng. Tuổi Mùi. Bước sang năm Quý Mão, con đường tình duyên của những chú dê sẽ được rộng mở khi lựa chọn những gam màu tím. Bên cạnh đó, sức khỏe tài lộc của bạn cũng sẽ đi lên. Màu hợp tuổi năm 2023 đối với người tuổi Mùi đó là màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu hồng phấn và kỵ màu đen, màu xanh lá. Tuổi Thân. Người tuổi Thân vào Tết năm nay nên mặc đồ màu gì để được hanh thông thuận lợi? Quý bạn nên chọn màu sắc là màu tím, màu xanh lục hoặc màu vàng để mang lại sự may mắn, tài lộc, công danh, giảm bớt những biến động trong cuộc sống và sự nghiệp. Màu hợp tuổi đối với người tuổi Thân vào năm 2023 là màu tím, màu vàng, màu xanh lục và màu cam đậm. Kỵ màu. Màu xanh và màu đen. Tuổi Dậu. Những bộ trang phục có gam màu nóng như đỏ, cam, hồng sẽ đem lại một năm đầy khởi sắc cho những chú gà. Hơn nữa, những màu sắc này còn giúp cho thôi thúc người tuổi Dậu hăng say làm việc, gặt hái được nhiều thành công. Màu hợp tuổi năm 2023 của người tuổi Dậu: màu đỏ, màu cam, màu hồng, màu tím và màu xanh đậm. Kỵ màu xanh lá. Tuổi Tuất. Mặc đồ màu gì vào ngày mùng 1 Tết cũng là câu trả lời và cũng là câu hỏi đối với người tuổi Tuất cần quan tâm. Năm nay hứa hẹn sẽ là một năm thành công đối với người tuổi Tuất vì đã bước qua hạn tam tai. Màu sắc thu hút thịnh vượng tốt lành cho người tuổi Tuất đó là màu vàng, màu cam hoặc màu đỏ. Màu hợp tuổi năm 2023 của người tuổi Tuất đó là màu đỏ, màu vàng, màu trắng và màu hồng phấn. Màu kỵ là màu đen và màu xanh lá. Tuổi Hợi. Năm Quý Mão 2023 hứa hẹn là một năm gặt hái nhiều thành công, mọi sự tốt lành đối với con giáp này. Nếu bản mệnh thông minh và lên kế hoạch đầu tư cẩn thận đúng đắn, với gam màu đỏ và màu xanh lam sẽ giúp cho người tuổi Hợi gặp thêm nhiều may mắn, có thêm nhiều tài lộc hơn nữa. Màu hợp tuổi năm 2023 của người tuổi Hợi là màu đỏ, màu xanh lam, màu cam và màu xanh dương. Người tuổi Hợi kỵ màu vàng, màu be,